Ngọc Mai xin kính chào quý vị, quý vị và các bạn đang đến với bản tin tối cùng FBNC. Hôm nay ngày 23 tháng 6, bản tin có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trên thế giới, Mỹ bắt giáo sư Trung Quốc vì tội gián điệp, Bắc Kinh phản đối. Trong nước, thành phố Hồ Chí Minh khẩn tìm người từng đến nhà thuốc trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận. Long An ghi nhận một trường hợp F2 dương tính với SARS-CoV-2. Đề xuất giảm 50% mức hưởng nếu rút bảo hiểm xã hội một lần đã công bằng với người lao động. Tiêu điểm thế giới, tổng thống Đức nói về cuộc xâm lược Liên Xô cách đây 80 năm. Cận cảnh những chiếc áo làm mát dành cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Thưa quý vị, thông tin về Trung Quốc sẽ mở đầu tin tức thế giới hôm nay. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên trong buổi họp báo thường kỳ ngày 22 tháng 6 cho biết, nước này phản đối mạnh mẽ việc các cơ quan tình báo Mỹ bắt giữ giáo sư người Hoa Em Minh Hu từ Đại học Tennessee vì tội làm gián điệp. Ông Triệu nói đây là những cáo buộc sai trái của các cơ quan tình báo Mỹ, nó chỉ cho thấy họ đã điều tra một cách bất hợp pháp và là ví dụ rõ nhất minh chứng cho việc các cơ quan tình báo Mỹ can thiệp vào chính trị. Sau đó ông Triệu cũng yêu cầu Washington ngừng sử dụng tư duy chiến tranh lạnh ngừng khuất đại sự khác biệt và ngừng chính trị hóa các vấn đề trong quan hệ song phương. Theo các nhà quan sát, phát biểu của ông Triệu vừa trịch thượng, vừa đánh lạc hướng cộng đồng thế giới. Các vấn đề tình báo có ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh quốc gia, nhưng ông Triệu lại bảo nó không liên quan đến chính trị và không nên chính trị hóa nó. Quan trọng nữa, ông đã phản đối một chiều mà không đá đụng đến những cáo buộc và bằng chứng của phía Mỹ đưa ra. Cũng như việc phía Mỹ đã theo dõi vị giáo sư này trong một thời gian dài nên đã nắm được đầy đủ thông tin khoảng 6 chính trị gia đối lập Hungary mới đây lên tiếng cho rằng nếu họ được bầu làm thủ tướng, họ sẽ hủy hai dự án quan trọng có liên quan đến Trung Quốc. Thứ nhất là xây dựng Đại học Phúc Đáng ở thủ đô Budapest. Thứ hai là xây tuyến đường sắt nối nước này đến Belgrade của Serbia. Các đảng đối lập Hungary vốn chia rẽ, nay muốn hợp lại và tìm ra một ứng cử viên duy nhất để cạnh tranh chức thủ tướng với ông Orbán cho kỳ bầu cử năm sau. Ông Orbán đã có 11 năm cầm quyền. Ông Orbán tự nhận mình là một lãnh đạo theo đường lối phi tự do. Ông đã khiến các nước phương Tây tức giận khi có những chính sách gần gũi với Trung Quốc và Nga. Trong số các chính trị gia lên tiếng có thị trưởng Budapest, Giorgeli Karasuni, ứng viên Liên minh Dân chủ cánh tả Clara Dobrev và lãnh đạo phong trào tiến lên ngày mai Andras Fekete Gio. Các chính trị gia này phản đối hai dự án trên vì cho rằng sử dụng hàng tỷ euro vốn vay của Trung Quốc như vậy rất có thể sẽ đưa đất nước vào bẫy nợ do Bắc Kinh gian ra. Nhiều cuộc biểu tình của người dân nhằm phản đối hai dự án trên cũng đã diễn ra trong thời gian qua. Thưa quý vị, ngoài trưởng Ả Rập Xê Út Faisal bin Fahan vừa cho biết nước ông sẽ đánh giá về tân tổng thống Iran dựa trên các chính sách và hành động thực tế của nhà lãnh đạo này. Ông nói, từ quan điểm của chúng tôi, các chính sách của Iran được điều hành bởi lãnh đạo tối cao. Vì vậy, sự tương tác và tiếp cận của chúng tôi sẽ dựa trên thực tế diễn ra như thế nào. Đó là cách chúng tôi đánh giá tân chính phủ ở Tehran, không quan trọng ai điều hành. Ông Abraham Raisi, một nhân vật cứng rắn có quan điểm gần gũi với lãnh đạo tối cao Khamenei, vừa được bầu làm tổng thống Iran đã khiến nhiều quốc gia lo ngại như Israel, Mỹ hay châu Âu. Ông Raisi cũng là người đang bị Mỹ trừng phạt vì liên quan đến các vụ hành quyết tù nhân tập thể trong quá khứ. Trong khi đó Ả Rập Xê Út là đối thủ lớn nhất của Iran trong khu vực. Hai nước đang có một cuộc chiến tranh ủy nhiệm tại Yemen, nơi liên minh quân đội do Ả Rập Xê Út dẫn dắt đã thất bại trong việc đánh bại thì nhóm vũ trang do iran đứng đằng sau suốt 6 năm qua thời gian gần đây hai nước đã bắt đầu có một số tiếp xúc ngoại giao thăm dò để tìm một hướng giảm không khí đối đầu và cải thiện quan hệ song phương Bộ Ngoại giao Nhật Bản mới đây cho biết hai nước đang đàm phán về việc Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ tới dự lễ khai mạc Olympic Tokyo vào tháng tới. Tuy nhiên, phía Nhật vẫn chưa quyết định nếu ông Moon tới Tokyo sẽ có cuộc hội đàm cấp cao nào với Thủ tướng Yoshihide Suga hay không. Lần gần nhất Tổng thống Moon tới Nhật là tháng 6 năm 2019 khi ông tham dự hội nghị G20 tại thành phố Osaka. Đầu tháng này, cơ quan ngoại giao Hàn Quốc cho biết có thể Tổng thống Moon sẽ tới Nhật tham dự lễ khai mạc Olympic Tokyo nhằm đáp lễ việc cựu Thủ tướng Shinzo Abe tới Hàn Quốc thăm dự lễ khai mạc Olympic mùa đông Pyeongchang 2018. Ngoài ra Hàn Quốc cũng tận dụng cơ hội này để cải thiện quan hệ với Nhật. Một đại diện cấp cao Bộ Ngoại giao Nhật nói họ không có lý do gì để từ chối chuyến thăm của Tổng thống Moon. Được biết thời gian gần đây quan hệ hai nước bị phủ bóng đen do các vấn đề trong quá khứ liên quan đến thời gian Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên 1910 đến 1945. Mới đây Hàn Quốc cũng lên tiếng phản đối Nhật đưa quần đảo Dokdo vào bản đồ trên trang web chính thức của Olympic. Dù hiện đây Hàn Quốc đang quản lý quần đảo mới đây một quan chức thủ đô Tokyo của Nhật cho biết thị trưởng Yuriko Koike đã tạm nghỉ ngơi vài ngày để dành thời gian lấy lại năng lượng do bị kiệt sức vì phải làm việc với cường độ cao liên tục trong một thời gian dài. Hiện nay chính quyền thành phố Tokyo đang chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho Olympic 2020 cũng như vừa phải đối phó với Covid-19. Dự kiến Olympic sẽ khai mạc vào ngày 23 tháng 7 tới, tức chỉ còn đúng một tháng nữa. Trong 24 giờ qua, Nhật Bản ghi nhận hơn 1.300 ca nhiễm COVID-19 mới. Mặc dù đã giảm so với thời gian trước đây, nhưng vẫn là tín hiệu rất đáng ngại, nhất là khi các vận động viên huấn luyện viên đang dần đổ về Nhật để dự ngày hội tranh tài. Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chính Thư vừa có cuộc hội đàm trực tuyến với ông Ivica Daisic, Chủ tịch Quốc hội Serbia, để trao đổi về các vấn đề song phương lẫn đa phương cùng quan tâm. Ông Lật cho biết hiện nay mối quan hệ chiến lược hai nước đang diễn ra hết sức tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Đây là điều không thể tưởng tượng được ở vài năm về trước. Ông khẳng định Trung Quốc luôn tôn trọng chủ quyền và con đường phát triển độc lập của Serbia. Đáp lại, Chủ tịch Quốc hội Serbia khẳng định nước này tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc cũng như dự án vành đai con đường do Bắc Kinh đứng đằng sau. Ngoài ra, Serbia cũng đánh giá cao sự giúp đỡ của Trung Quốc với thế giới, nhất là công cuộc đối phó đại dịch và cung cấp vaccine ra toàn cầu. Được biết hiện nay, Serbia cùng với Hungary là hai đồng minh gần gũi nhất của Trung Quốc tại châu Âu. Nhiều lãnh đạo EU lo ngại Trung Quốc đang dùng những nước này cũng là những mắt xích yếu về kinh tế để chia rẽ EU, chia rẽ phương Tây. Thưa quý vị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vừa có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ý, Luigi Di Maio. Ông Vương nói thế giới đang có nhiều biến động, tình hình quốc tế khó lường, nhưng Trung Quốc sẽ luôn là một đối tác đáng tin cậy của Ý, sẵn sàng đối thoại, giao lưu để tăng cường sự hiểu biết giữa hai nền văn hóa. Ông Vương dẫn chứng, năm tháng đầu năm nay, thương mại hai chiều giữa hai nước đã tăng 50% so với năm ngoái, xuất khẩu của Ý sang Trung Quốc đã tăng 75%, cao nhất trong số các nước trong liên minh châu Âu EU. Điều này cho thấy tiềm năng hợp tác hai bên còn rất lớn. Theo nhiều nhà quan sát có vẻ ông Vương đang muốn ve vạn phía Ý, cũng như dùng kinh tế để tạo áp lực. Trong hội nghị G7 vừa rồi, tân Thủ tướng Ý Mario Draghi đã công khai cho biết ông sẽ xem lại kế hoạch tham gia dự án vành đai con đường mà chính phủ trước đã ký với Trung Quốc. Quý vị thân mến, trong nỗ lực kêu gọi toàn dân đi tiêm chủng, chính phủ Nga đã cảnh báo những người còn chân chư có thể đối diện với sự phân biệt đối xử cũng như sẽ bị giới hạn nhiều thứ trong công việc. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, sự thật là tình trạng phân biệt đối xử sẽ không tránh được. Những người không chịu tiêm chủng sẽ không thể đi khắp nơi, không thể làm việc ở nhiều nơi khác nhau. Họ bị giới hạn bởi họ mang đến nguy cơ cho những người xung quanh. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22 tháng 6 cũng lên tiếng cảnh báo tình trạng lây nhiễm ở nước này, nhất là biến thể mới đã nghiêm trọng hơn so với những gì dự đoán, ông yêu cầu mọi người tăng tốc tiêm chủng để ngăn đà lây lan của dịch bệnh. Được biết, tính đến ngày 23 tháng 6, trong 24 giờ qua, toàn lãnh thổ Liên bang Nga ghi nhận gần 17.000 bệnh nhân mới. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vừa bổ nhiệm của Park Song min 25 tuổi làm thư ký các vấn đề thanh thiếu niên của phụ tổng thống. Đây được xem là tín hiệu ngầm ủng hộ gửi tới lãnh đạo đảng đối lập quyền lực nhân dân của Hàn Quốc, ông Lee Jun suk cũng còn rất trẻ mới 36 tuổi và có tham vọng chạy đua chức tổng thống. Tuy nhiên hiến pháp hiện tại quy định chỉ những người trên 40 tuổi mới được đăng ký làm ứng cử viên. Ông Lee cùng nhiều chính trị gia khác đã kêu gọi quốc hội sửa đổi điều này. Trong đợt bổ nhiệm vừa qua còn có ông Kim Han-kyo, một luật sư 48 tuổi làm thư ký các vấn đề chính và ông Lee Sung một quan chức bộ giáo dục, làm thư ký các vấn đề giáo dục. Cô Park sinh năm 1996, mặc dù còn rất trẻ nhưng cũng từng có kinh nghiệm trên chính trường. Cô học tại Đại học Cang Nam chuyên về tiếng Hàn và văn chương, sau đó được bổ nhiệm vào ủy ban chính sách của đảng cầm quyền dưới thời cựu thủ tướng Lee nak yon năm 2020. Thưa quý vị, tiêu điểm thế giới hôm nay là thông tin về một sự kiện vừa diễn ra ở Đức, nhân kỷ niệm 80 năm ngày phát xít Đức xâm lược Liên Xô, 22 tháng 6 năm 1941, 22 tháng 6 năm 2021. Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã gọi sự kiện này là quá sức tàn nhẫn và đau thương, để lại ký ức không bao giờ quên với người dân hai nước. Sau đó vào chiều 22 tháng 6, tổng thống Đức đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các tù nhân và người lính Soviet ở thủ đô Berlin. Đại sứ của 15 quốc gia thuộc Liên bang Soviet đã được mời tới dự. Cách đây 80 năm trong chiến dịch Barbarossa không báo trước, quân Đức đã bất ngờ tấn công trên toàn tuyến biên giới với Liên Xô, mở đầu cho một trong những cuộc xung đột khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại giữa hai quốc gia trên thế giới. Quân Đức tung vào chiến trường hơn 3,3 triệu lính, trải dài trên một mặt trận tiền phương rộng đến 2.900 km. Với sự tinh nhuệ, kỷ luật và vượt trội về trang bị, quân Đức đã ao ác tiến về phía đông, tưởng chừng không gì ngăn cản được. Có lúc cánh quân gần nhất của họ chỉ cách Moscow 20 km, rồi lại bị đánh bật ra. Bằng tinh thần kiên cường, ý chí sắt thép và ngành công nghiệp quốc phòng bừng dậy đúng lúc, Liên Xô đã dần kiềm chân được quân Đức rồi chuyển qua thế phản công, giải phóng lãnh thổ của mình cùng toàn bộ khu vực Đông Âu rộng lớn. Cuộc chiến tranh bắt đầu vào ngày 22 tháng 6 năm 1941. Người Nga và Liên Xô gọi là chiến tranh về quốc vĩ đại, sau khi kết thúc đã lấy đi khoảng 27 triệu mạng sống của người dân, các dân tộc anh em trong Liên bang Soviet nói về cuộc chiến này đạo diễn nikolai lebedev từng viết cứ mỗi độ tháng năm về trên khắp các chiến trường từ ba lan đến tiệp khắc từ hungary đến moldova linh hồn của những người lính hồng quân đã ngã xuống lại hóa thành những bông hoa thơm ngát tỏa hương ngào ngạt về đất mẹ Cùng Ngọc Mai chuyển sang những thông tin trong nước. Thưa quý vị, cập nhật diễn biến Covid-19 tại điểm nóng thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, Ủy ban Nhân dân phường 2 quận Phú Nhuận đã phát thông báo tìm người từng đến nhà thuốc Trung Nguyên tại số 372 Phan Xích Long lúc 6 giờ 30 phút sáng đến 16 giờ chiều ngày 21 tháng 6. Đây là nơi có liên quan ca nhiễm SARS-CoV-2. Chính quyền địa phương đề nghị những người đã mua thuốc, giao dịch tại cơ sở trong thời gian trên cần liên hệ trạm y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra, người dân có thể liên hệ số đường dây nóng đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hỗ trợ nhanh nhất. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, từ 18 giờ ngày 22 tháng 6 đến 12 giờ ngày 23 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh có thêm 91 trường hợp mắc COVID-19. Đáng quan ngại là 10 trường hợp trong số này chưa rõ nguồn lây được phát hiện trong quá trình xét nghiệm sàng lọc tại bệnh viện trưa nay 23 tháng 6, CDC Long An cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp F2 trên địa bàn chuyển thành F0. Theo thông tin điều tra dịch tễ ngày 11 tháng 6, người này làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn Hanjuji tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh và từng có tiếp xúc với một F1 của bệnh nhân mắc COVID-19. Chiều ngày 11 tháng 6, người này xin nghỉ việc và về nhà tại ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ. Ngày 12 tháng 6, khi biết tin công ty nơi làm việc bị phong tỏa do có ca mắc COVID-19, người này đã đến trạm y tế xã Đức Lập Hà khai báo y tế và cách ly tại nhà. Ngày 22 tháng 6, người này xuất hiện triệu chứng ho đau họng nên đến tổ y tế thị trấn Hậu Nghĩa huyện Đức Hòa test nhanh và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đến chiều cùng ngày, xét nghiệm khẳng định PCR tiếp tục cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trung tâm y tế huyện Đức Hòa tiến hành khoanh vùng khử khuẩn, phong tỏa nơi ở của trường hợp này, đồng thời truy vết nhanh được 6F1 là người thân trong gia đình. Từ hôm nay 23 tháng 6, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng bắt đầu thực hiện việc không tiếp nhận phương tiện vận tải từ các địa phương có ca mắc Covid-19 vào thành phố. Theo đó, các bến xe, đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng ô tô trên địa bàn thành phố tuyệt đối không thực hiện hoạt động vận chuyển khách đi và đến Đà Nẵng từ các địa phương có ca lây nhiễm Covid-19. Không tiếp nhận các phương tiện từ các địa phương có ca lây nhiễm Covid-19 đến các bến xe trên địa bàn Đà Nẵng. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát 24/24 /24 đối với hoạt động tải khách bằng ô tô trên địa bàn. Đặc biệt lưu ý kiểm tra các xe khách liên tỉnh vào trung tâm Đà Nẵng trong khung giờ từ 1 đến 6 giờ hàng ngày. Theo số liệu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng, từ ngày 18 tháng 6 đến hết ngày 22 tháng 6, thành phố đã ghi nhận 42 ca mắc Covid-19 mới. Tại thành phố Hồ Chí Minh mới đây Sở Y tế thành phố đã có văn bản hướng dẫn thực hiện chỉ thị 10 của Ủy ban nhân dân thành phố. Điểm đáng lưu ý là Sở Y tế yêu cầu hàng hóa không phải lương thực thực phẩm, nhiều yếu phẩm ở chợ truyền thống trên địa bàn phải ngừng hoạt động để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Các chợ có mật độ người mua sắm đông tại khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, đơn vị quản lý chợ căn cứ tình hình thực tế, chủ động nghiên cứu thực hiện một số phương án như phát phiếu vào chợ để hạn chế người vào, phân chia thời điểm bán hàng xen kẽ cho các tiểu thương hoặc chia theo ngày chẳng lẽ vào vị trí nhằm bảo đảm việc giãn cách theo đúng quy định của bộ y tế trong trường hợp cần thiết chính quyền địa phương này cũng khuyến khích thương dân tiểu thương tổ chức bán hàng trực tuyến bán hàng qua điện thoại thông qua kênh mạng xã hội chuyển hàng trực tiếp đến các địa điểm tiêu thụ và hình thức phù hợp khác để hạn chế tình trạng tập trung đông người tài trợ Xin chuyển sang một thông tin về chính sách xã hội đang nhận được sự quan tâm của hàng triệu lao động trên cả nước và cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Trong nội dung hồ sơ đề nghị xây dựng luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đề xuất nếu người lao động chưa đến tuổi nghỉ hưu sau một năm nghỉ việc không tham gia bảo hiểm xã hội và đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì mức hưởng cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội bằng một tháng tiền lương bình quân. Đề xuất này đang gặp phải phản ứng mạnh mẽ từ đa số phía người lao động. Rất nhiều lao động cho hay hàng tháng người lao động đóng bảo hiểm xã hội 8%, doanh nghiệp đóng cho 18%. Tính ra số tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động một năm là hơn 3 tháng lương. Nếu rút bảo hiểm xã hội một lần chỉ được hưởng có một tháng lương cho một năm đóng thì quá thiệt thòi. Không phải người lao động nào cũng đủ điều kiện về sức khỏe để chờ và được hưởng lương hưu. Đề cập đến vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Quang Thọ, Nguyên Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn bày tỏ quan điểm rất gay gắt. Ông nói số tiền người lao động đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội là tiền trích ra từ lương hàng tháng của người lao động. Quỹ bảo hiểm xã hội chỉ là cơ quan quản lý, giữ hộ tiền nhưng lại chỉ chỉ trả lại cho họ có 50% là vô lý. Thưa quý vị, Hiệp hội Rau quả Việt Nam vừa cho biết, xuất khẩu rau quả 6 tháng đầu năm ước đạt khoảng hơn 2 tỷ đô la, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo hết năm nay, xuất khẩu toàn ngành sẽ vượt mức 4 tỷ đô la, mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Theo Hiệp hội, thời gian này là mùa trái cây của Việt Nam và cũng là mùa của các nước Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, nên xuất khẩu rau quả đang bị cạnh tranh rất gây gắt về giá chất lượng. Các doanh nghiệp Việt Nam cần có sự nỗ lực của cơ quan chức năng để tiêu thụ hết hàng hóa cho nông dân và đảm bảo đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu. Trong đó khâu chế biến bảo quản nông sản là lĩnh vực rất cần hỗ trợ để tháo gỡ khó khăn trong vận chuyển do dịch bệnh tránh tình trạng ủng ứ. Tiếp sau đây là những thông tin về tình hình an ninh trật tự. Thưa quý vị, Công an Hải Phòng vừa triệt phá thành công sang giao dịch ngoại hối Hit Option. Hoạt động trái pháp luật đã lừa hàng chục ngàn người tham gia đầu tư nhằm chuyển đoạt tiền. Cơ quan Công an đồng thời tạm giam đối tượng quản lý sang là Nguyễn Thế Dương, 25 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội và đồng phạm để điều tra hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra đầu tháng 6 năm 2020, đối tượng thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ANT Group và thiết lập sang giao dịch ngoại hối có tên là option, Phần mềm cho phép đối tượng can thiệp vào việc đặt lệnh làm cho nhà đầu tư liên tục bị lỗ nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Để thu hút người chơi đối tượng quảng cáo sang xuất xứ Anh Quốc, cam kết lãi suất 6 đến 15% một tháng. Đặc biệt để mở rộng quy mô hoạt động, đối tượng này còn thuê văn phòng hoành tráng, tuyển dụng gần 100 nhân viên để quảng cáo môi giới, tư vấn người đầu tư tham gia. Qua dữ liệu sơ bộ công an xác định hơn 115.000 tài khoản đã đầu tư vào các sàn của đối tượng với tổng tiền đột hơn 7.505 tỷ đồng. Trên cơ sở xem xét điều tra những shop online rầm rộ hoạt động trên nền tảng thương mại điện tử, mới đây lực lượng quản lý thị trường Bộ Công Thương đã đột xuất kiểm tra 8 địa điểm kinh doanh trên địa bàn Hà Nội và Hưng Yên. Lực lượng đã thu giữ hàng trăm ngàn sản phẩm chủ yếu là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang và gia dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hàng hóa chủ yếu được tiêu thụ qua các nền tảng thương mại điện tử, đặc biệt là livestream bán hàng qua các fanpage và giao dịch thông qua các ứng dụng trên điện thoại như Zalo, Viber. Làm việc với đoàn kiểm tra, các chủ cơ sở kinh doanh này không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũng như các hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Với 8 địa điểm được đồng loạt kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường đã thu giữ khoảng 40 tấn hàng mang dấu hiệu vi phạm. Toàn bộ số hàng đã bị tạm giữ, di chuyển về kho cơ quan chức năng để tiếp tục xác minh làm rõ. Cần cảnh của bản tin tối hôm nay là quá trình nghiên cứu, thiết kế và hoàn thiện những chiếc áo làm mát dành cho các y bác sĩ lực lượng tuyến đầu chống dịch của nhóm sinh viên Viện Kỹ thuật hóa với mong muốn góp phần giúp đỡ các y bác sĩ tại tuyến đầu chống Covid-19. Nhóm sinh viên K62 của Viện Kỹ thuật hóa cùng với phó giáo sư Vũ Đình Tiến đã nghiên cứu thiết kế áo chống nóng vừa đơn giản vừa dễ sử dụng dành tặng tuyến đầu. Theo thành viên của nhóm, hình ảnh y bác sĩ bị ngất nằm dài trên nền đất do phải mặc đồ bảo hộ quá lâu trong tiết trời nắng nóng đã thôi thúc các bạn bắt tay vào việc. Thực tế, sử dụng của áo làm mát đã giúp nhiệt độ bên trong áo giảm mạnh, duy trì ở mức sấp xỉ 30 độ C, giảm gần 10 độ so với nhiệt độ bên ngoài trời nắng. Hiện nhóm đã hoàn thiện 40 áo và trước mắt sẽ trao tặng 10 áo cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và sẽ tiếp tục được sản xuất và chuyển tới các y bác sĩ đang làm việc tại vùng dịch như Bắc Giang, Bắc Ninh. Không chỉ vậy, nhóm sinh viên này còn cho biết sẽ cải tiến thêm, tạo ra sản phẩm hoàn hảo hơn, nhỏ gọn, tiện lợi hơn để phần nào sang sẻ được những khó khăn vất vả nơi tiền tuyến thưa quý vị để cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình quốc tế và trong nước mời quý vị bắt tín hiệu cùng với fbnc sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý ở các chương trình sau trong phiên giao dịch lúc 19 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6 vừa qua, Bitcoin đã giảm giá 9%, xuống mức 29.624 đô la Mỹ trên một bit. Đây cũng là mức giao dịch thấp nhất của đồng tiền này kể từ ngày 27 tháng 1 vừa qua. Đà giảm giá của đồng tiền điện tử này một phần do chính phủ Trung Quốc đang có động thái mạnh tay nhằm kiểm soát hoạt động của tiền kỹ thuật số. Ngoại trưởng Vương quốc Anh cho biết Anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong phát triển năng lượng xanh, bao gồm cả điện gió. Đến nay, Anh quốc là quốc gia có công suất điện gió lớn nhất thế giới, với năng lượng gió chiếm tới một nửa lượng điện năng sản xuất. Sự hợp tác này sẽ mở ra những cơ hội mới nào cho ngành năng lượng xanh của Việt Nam. Thông tin chi tiết của vấn đề sẽ có ở bản tin kinh tế hôm nay 23 tháng 6. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần Việt An tại sao vị tổng giám đốc này là bị truy nã đặc biệt? Để có câu trả lời, mời quý vị theo dõi tin nóng 24 giờ sáng mai, 24 tháng 6. Bản tin tối cùng FBC đến đây xin khép lại. Ngô Mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBC.